Xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Ở đây là bãi biển của làng An Dương, xã Phú Thuận, Huế, Việt Nam. Hôm nay tôi đưa quý vị đến một cái làng An Dương để ra bãi biển An Dương để coi người dân biển ở đây họ đi ghe vô cực khổ như thế nào và có cá chứ không. Đây là cái bãi biển An Dương mà những cái người dư cưng ở đây họ đầu ghé ở đây để đi biển. Thì trước mặt quý vị đó có một chiếc ghé họ vừa mới vô, thì may là chúng tôi đi ra thì kịp là vừa thấy chiếc ghé này đang vâng lên, thì chúng tôi đi tới để xem coi cho biết. Đây là những cái chiếc ghé mà mấy người chủ này họ chưa có đi hay họ đã đi rồi mà họ đang đậu ở đây. Còn cái chiếc này á, thì mấy anh này đang vâng lên, thì chỉ có hai người vâng ghé thôi. Bên kia thì có cái chị kia thì chắc cũng là người nhà mà chị cũng ra phụ để vâng cái chiếc ghé này lên. Biển hôm nay thì hình như trời nó cũng không tốt lắm, thấy nó cũng trời nó cũng không có nắng mà sóng vỗ thì thấy cũng nhiều. Đây là cái chiếc ghe nhỏ thì chỉ có hai anh này đi thôi, chờ lạc rồi coi hai anh này vâng cái ghé lên rồi coi có cả gì không. Trời hôm nay mà không có nắng á thì vâng chụp ghé lên thì thấy còn đỡ. Chắc hôm nay mà trời mà nắng dữ mà vâng chuyển ghé lên mà như vậy chắc cũng toát mồ hôi. Đỡ thì là không còn nắng mấy, cũng đỡ nóng. Làm cái nghề này thấy cũng cực, chắc lớn lên già thì chắc cũng là ai cũng là đau lưng đau xương. Thấy ông cha của mình hồi xưa làm cực khổ, đau lưng đau xương hết. Đây là những cái lãi á, cái lãi mà họ dùng để đi đánh cá. Lãi đi cả khoai. Biển xin quý vị đăng ký kênh YouTube để ủng hộ. Please subscribe to support the channel. Thank you, cảm ơn quý vị nhiều. Thì nãy giờ cũng lâu rồi mà vâng lên cũng chưa xong. Trên kia thì cũng có anh kia cũng đang vào lãi, thì mỗi lần mà đi vô thì lãi nó bị hư rách thì họ phải ra, họ phải lo họ ra họ vào khoai con chi. Có chứ không đó. Cho có chục xíu vô nha, gần vô nha rồi cứ cho coi à. Dạ dạ vô nhà rồi coi ơ. Đây còn rất mấy con này. Nó đỏ đỏ nó là xong. Có khoai. Khoai.
thì đi đi rồi theo vô o ra để vô o, o gắn vô xong là vô tới nhà xong rồi rồi, rồi o mở ra cho quý vị xem à. Thì nhà của o cũng gần đấy thôi chứ không có xa lắm mà đi đi theo o vô rồi vô nhà o rồi coi luôn. Như là được còn thông đấy thôi. Ở đây nữa đây được đây 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 còn thông là quý vị thì được hai thông nhưng không biết là được bao nhiêu ký. Rất cao ơi. O gắn vô trước xong rồi hai anh kia thì dọn dẹp ghe xong rồi hai anh đổ vô sau. Đi vô tới nhà O rồi. O, chó dễ thương chưa? Alo chó. Đó, có, đó là cực quái ạ. Mở cho coi vậy ơi. Nửa nửa số cả khoai. Mấy cái bịch mà cái bì mà trong trong ốc mà lấy ra đó là mấy cái bịch đá để bò giữ cho cá nó tươi. Thế như vậy mà không vò nữa. Mà xanh. Xong thì được con bật à. Bạn cho ít vô ăn ơi. Cà khoai. Mấy ký. Dạ lấy được 3 ký. Chờ lấy cái cân nó cân vài ký vô vài ký như vô ăn khoai cả khoai trồng muối chưa tươi 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 vô nấu ăn cái cả khoai này tươi vô nấu ăn mới đã ngon. Tươi đã không? Đi biển vô mà cá đang còn tươi mà nấu ăn thôi là hết sạch. Đi rồi. Không có. Mình bon cho con. Bỏ. Khoảng đến cho con có. 8 kg ha. 7 8 kg. Rất cảm ơn quý vị đã xem video. Xin hẹn quý vị vào lần sau. Thanks for watching everybody. Bye bye.